À, chúng ta sẽ gỡ cái ứng dụng Zoom Meeting trên điện thoại Android. Thì các bạn sẽ chọn đến cái biểu tượng Zoom trên điện thoại của mình. Và các bạn nhấn giữ luôn trong biểu tượng nhé. Các bạn sẽ chọn nút xóa. Như vậy thì hệ thống nó sẽ thông báo là xóa Zoom. Thì sau khi gỡ cài đặt, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa. Như vậy các bạn sẽ bấm nút xóa để mà xóa cái ứng dụng Zoom trên cái điện thoại của mình. Đấy, như vậy các bạn thấy là mình đã xóa xong. Bây giờ mình vô mình thử lại coi thử nó có còn ở trên điện thoại của mình hay không. Vậy các bạn vô này, các bạn sẽ search lại Zoom. Đó, các bạn thấy là khi mà mình vô thì nó đã yêu cầu là cài đặt, tức là dữ liệu cái ứng dụng của mình trên cái điện thoại chúng ta đã xóa xong. Đấy, thì các bạn thấy là cái việc mà xóa một cái ứng dụng trên điện thoại cũng rất là đơn giản.